Chào mọi người, mình tên là Xuân Quỳnh. Thì trước khi đến với gym á, thì mình có một vóc dáng rất là gầy gò và yếu ớt, sức khỏe lúc nào cũng ốm lên ốm xuống. Sau khi tập gym thì mình đã tăng được 4kg, mình thật sự là hài lòng và tự tin. Đối với mình á, điều quan trọng nhất là có một môi trường tập luyện tốt và một huấn luyện viên cho kinh nghiệm. Điều mình thích nhất ở Headline á, là có cam kết 100% hiệu quả cho khách hàng và nó là mình hoàn toàn yên tâm để trở thành hội viên ở Headline. Headline đã hoàn toàn thay đổi cuộc sống của mình một cách tích cực.